kiếm thấy còn sống gì vậy? Quậy 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 trứng cho nó không 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 trứng 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 là gì, gì mà nó còn sống vậy? Trứng nó còn sống nha. Trứng mà trứng sống rồi, cái em quậy cho nó đi. Tại vì cái này nó còn gì soi vào bụng á. Thịt nó cũng còn sống thôi nè má. Như hai cái nè mà biết gì nãy chị đang hồi nãy chị cho em ăn trước. Đồ nó bên đây nè. Đồ cái lớp chín là đồ cái lớp chín. Ủa cái mặt nó chín nè. Ừ. Để không nó xong nha, sao em. Lấy hai cái đũa đổ với muỗng nha. Rồi thịt nóng luôn. Bò né được cái bì. Trời nóng. Nóng phỏng vậy.